Chiều qua 24 tháng 11, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ xuất quân huấn luyện viên, vận động viên tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tính đến nay, Đại hội Thể thao Toàn quốc đã qua 8 lần tổ chức. Qua mỗi kỳ đại hội, tỉnh Kiên Giang đã đạt một số thành tích nhất định. Tuy nhiên, thứ hạng chung cuộc vẫn còn khiêm tốn so với một số đơn vị, địa phương trong khu vực và cả nước. Tham dự đại hội năm nay cũng là thước đo quan trọng, là tiền đề để tỉnh Kiên Giang tổng kết đánh giá về công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao. Từ đó làm cơ sở để xây dựng đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, tỉnh Kiên Giang tham dự 9 trên 43 môn thể thao với 44 vận động viên, thi đấu 61 trên 252 nội dung. Trong đó có khoảng 15 nội dung có khả năng tranh chấp huy chương, phấn đấu vượt trên thứ hạng kỳ đại hội lần thứ 8 năm 2018. Đây là lần đầu tiên mà em tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc. Em rất là vinh dự và em hứa là sẽ cố gắng hết mình, cố gắng tập luyện để tích lũy những kinh nghiệm, và trong quá trình đến thời gian thi đấu là em sẽ cố gắng giữ cho sức khỏe mình tốt để đến khi trận đấu diễn ra em sẽ thể hiện được hết sức mình. Đây là lần đầu tiên em được tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc. Em sẽ cố gắng quyết tâm tập luyện để giành được thành tích tốt để đem về cho thể thao Kiên Giang. Đợt này đội tuyển cờ vua tỉnh Kiên Giang tham dự với 7 vận động viên, quyết tâm là cố gắng giành huy chương vàng tại kỳ đại hội lần này. Đại hội được diễn ra theo chu kỳ 4 năm một lần nhằm đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng của từng đơn vị địa phương trên toàn quốc. Thông qua đại hội, tuyển chọn lực lượng vận động viên xuất sắc tập trung vào đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế trong thời gian tới. Đồng thời cũng là dịp nâng cao trình độ tổ chức điều hành của đội ngũ cán bộ trọng tài trên toàn quốc. Phát biểu tại lễ xuất quân, đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, mong muốn toàn thể đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên của đoàn thể thao Kiên Giang tham dự đại hội sẽ luôn đoàn kết, tự tin, thi đấu thành công, giành thành tích tốt nhất để đem về vinh quang cho tỉnh nhà. Hôm nay, Sở Văn hóa Thể thao long trọng tổ chức lễ xuất quân cho đoàn thể thao của tỉnh nhà tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Do tỉnh Quảng Ninh là đăng cai. Chúng tôi tin tưởng và hy vọng rằng toàn thể đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên của đoàn thể thao tỉnh Kiên Giang tham dự đại hội sẽ luôn đoàn kết, tự tin, thi đấu thành công, giành thành tích tốt nhất để đem về vinh quang cho quê hương, nêu cao tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu trung thực, phấn đấu hết mình, góp phần tạo ra một kỳ đại hội thành công tốt đẹp. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung tặng quà cho đại diện huấn luyện viên, vận động viên của đoàn thể thao Kiên Giang tham dự đại hội. Dịp này, Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Xây dựng Việt Nam tặng 200 triệu đồng cho toàn thể huấn luyện viên, vận động viên của đoàn thể thao Kiên Giang tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022.